Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vụ cháy cửa hàng bán đồ sơ sinh làm 4 người thiệt mạng ở Hà Nội, bước đầu xác định do chập điện. Cạnh lúc chủ tiệm điện thoại đi vắng, trộm bẻ khóa vào nhà ung dung gom hàng. Phát hiện xác người đàn ông trôi trên kênh ở Tiền Giang. Cô gái bám cửa ô tô, giằng co với nghi phạm giật túi xách trên đường. Khoảnh khắc tòa nhà đang được chữa cháy bất ngờ đổ sập, chôn vùi 4 lính cứu hỏa. Facebook rò rỉ thông tin cá nhân hơn nửa tỷ người dùng, có cả một số nước Đông Nam Á. Sau đây là thông tin chi tiết về các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 4 tháng 4. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Hứng khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Cơn mưa dài khoảng 30 phút vào trưa ngày 4 tháng 4 giúp giải nhiệt cho nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cũng khiến người dân ở đường Nguyễn Hữu Cảnh một phen thấp thỏm. Trong đó, khu vực đường Nguyễn Văn Thương nối dài, đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ đến đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập khoảng 20cm, nước tràn khắp mặt đường, giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại hẻm 135 Nguyễn Hữu Cảnh, nước mưa gây ngập một đoạn khoảng 100m, nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Theo người dân khu vực, mưa lớn được khoảng 15 phút thì đã ngập nửa bánh xe. Nhiều người dân phải tát nước và mở cống lên nước mới rút bớt, tránh tình trạng nước ngập sộc thẳng vào nhà. Liên quan vụ cháy gây ra thảm cảnh tại một ngôi nhà trên đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, làm thiệt mạng 4 người. Bước đầu cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân là do chập điện. Theo Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, khoảng 0 giờ 25 phút sáng ngày 4 tháng 4, Ủy ban Nhân dân quận nhận được tin báo về vụ cháy tại số nhà 311 phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột và có thiệt hại về người và tài sản. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận khẩn trương phối hợp với Cục C09 Bộ Công an. Các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, cấp cứu người bị nạn và tổ chức các biện pháp điều tra theo quy định. Qua điều tra sơ bộ, xác định vụ cháy đã lan ra toàn bộ ngôi nhà, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60m2, có lối ra vào duy nhất là cửa chính, hậu quả làm 4 người chết. Danh tính các nạn nhân gồm ông Nguyễn Thạc Thi, 80 tuổi, cùng con gái Nguyễn Ánh Hồng, 40 tuổi, cháu ngoại Đinh Hà Tuệ Mẫn, 10 tuổi, cùng ở số 311 Tôn Đức Thắng và con rể Đinh Hùng Vĩ, 38 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Trong đó nạn nhân Nguyễn Thị Ánh Hồng đang mang thai bé trai khoảng 3 tháng. Chương trình tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự. Công an xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã trích xuất camera lấy lời khai của người dân trình báo để làm rõ một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Hình ảnh từ camera cho thấy có hai nam thanh niên ngồi trên ghế đá trước cửa nhà dân ở đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thấy vắng người qua lại, kẻ gian đã lấy trong bao ra một cây kìm lớn rồi cắt khóa cửa cuốn. Sau khi mở cửa, người này cùng với một thanh niên khác vào bên trong cửa tiệm, lục lọi lấy nhiều tài sản rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Tới chiều cùng ngày, khi chủ cửa tiệm trở về nhà thì phát hiện bị mất hàng chục chiếc điện thoại di động nên đã trình báo công an. Ngày 4 tháng 4, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết trôi trên kênh Nguyễn Tấn Thành. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, một người dân sống ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đi trên đoạn đường cách cầu Phật Đá khoảng 200m dọc kênh Nguyễn Tấn Thành thì phát hiện dưới kênh có một thi thể. Nạn nhân được xác định khoảng từ 35 tới 40 tuổi, cao 1m6, mặc quần dài đen không mặc áo. Nạn nhân chết trong tình trạng nằm ngửa, khuôn mặt trương phình và biến dạng, trên người không có giấy tờ tùy thân. Nhận tin báo, Công an huyện Tân Phước phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Tới 16 giờ 30 phút chiều ngày 4 tháng 4, lực lượng chức năng thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vẫn đang giải quyết hiện trường vụ lật xe khách làm nhiều người bị thương. Theo đó, khoảng 15 giờ, xe khách loại 29 chỗ chạy trên đường DT743 hướng Bình Dương về Thủ Đức. Khi đến đầu khu công nghiệp Bình Chiểu, thành phố Thuận An, thì chiếc xe khách bất ngờ loạn choạng rồi lật nhào xuống đường. Tai nạn làm kính chắn gió bể nát, chiếc xe khách hư hỏng, khoảng 4 người ngồi trên xe bị thương phải vào viện quân đoàn 4 cấp cứu. Nhận thông tin, cảnh sát giao thông thành phố Thuận An và lực lượng quân đội có mặt để điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Dự án khu đô thị hướng biển Harbor Resort ở núi Hòn Rớ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được phép sử dụng 64,5 tấn thuốc nổ để đánh mìn phá núi, đã gây hư hại nhà cửa, nguy hiểm đến cuộc sống người dân.
Khi thẩm định dự án, Sở Xây dựng Khánh Hòa có yêu cầu hạn chế tối đa khối lượng đào đắp, san nền, tuân thủ tối đa địa hình tự nhiên, chỉ san gạt cục bộ tạo mặt bằng xây dựng công trình. Về biện pháp thi công, tỉnh đã quy định chỉ thi công san nền bằng máy đào có dung tích gầu 1,2 mét khối và máy ủi 130 mã lực. Thế nhưng, Sở Công Thương đã cấp phép cho đơn vị thi công dự án Harborizon được sử dụng 64,5 tấn thuốc nổ và 20.000 kiếp nổ các loại để đánh mìn khi làm nền dự án. Tháng 1 năm 2021, thành phố Nha Trang đã có kiểm tra, báo cáo, đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chấn chỉnh, xử lý vi phạm kịp thời tại dự án Harborizon. Chuyển sang phần tin thế giới. Một cảnh tượng tang thương bao trùm một khu vực ở thủ đô Bangkok của Thái Lan sau khi một tòa nhà bất ngờ đổ sập trong lúc lực lượng cứu hỏa tiến hành chữa cháy. Thảm kịch khiến cho 5 người thiệt mạng, bao gồm 4 lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã được huy động tới hiện trường một vụ cháy nhà 3 tầng nằm ở quận Thawi Wattana. Các nhân viên cứu hỏa đã mất gần 1 giờ mới khống chế được đám cháy lớn bên trong ngôi nhà. Khi đám cháy dần được đưa vào vòng kiểm soát, điều mà những người lính cứu hỏa có mặt bên trong không ngờ được là cả tòa nhà bất ngờ đổ sập trong lúc họ đang làm nhiệm vụ. Hậu quả, ít nhất 4 nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng và một người dân sinh sống trong căn nhà cháy thiệt mạng. Ngoài ra, ít nhất 20 nhân viên cứu hộ cũng đã bị thương sau khi tòa nhà bất ngờ đổ sập xuống và nhiều người vẫn còn mắc kẹt tại hiện trường vụ cháy. Tòa nhà đổ sập tạo ra tiếng động lớn kèm theo khói bụi bốc cao khiến những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng. Trang Business Insider ngày 3 tháng 4 đưa tin, một người dùng trên một diễn đàn tin tặc cấp thấp vừa công bố số điện thoại và các dữ liệu cá nhân khác của hơn 533 triệu người dùng Facebook đến từ 106 quốc gia, trong đó có hơn 32 triệu người dùng ở Mỹ. Theo hãng tin Reuters, những dữ liệu này được cho là tương đồng với một bộ dữ liệu số điện thoại có liên kết với Facebook bị giới tin tặc truyền tay từ tháng 1 năm 2021. Theo danh sách do ông công bố, một số quốc gia Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể, Campuchia có hơn 2.800 tài khoản bị lộ thông tin, con số này ở Philippines là hơn 800.000, Singapore là hơn 3 triệu và Malaysia là gần 11,7 triệu. Việt Nam chưa thấy xuất hiện trong danh sách này. Mới đây, một cô gái đang đi bộ về nhà cùng với một người bạn thì bị đối tượng lạ mặt giật túi xách. Cô gái này không chịu buông ra dù bị các đối tượng đấm liên tục. Sau đó, cô gái nhanh chóng bám vào cửa xe giằng co lại với tên cướp. Bám trên xe được một đoạn thì người này bị ngã xuống đường. Các đối tượng nhanh chóng tăng tốc rời khỏi hiện trường. Được biết, trên chiếc ô tô có 3 người đàn ông. Cô gái bị trầy xước nhẹ sau vụ việc. Vụ việc xảy ra ở San Francisco, Mỹ. Ba con trâu đã di chuyển qua cánh đồng và sau đó thẳng tiến vào đường cao tốc đang đông đúc xe cộ qua lại ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Nhiều tài xế buộc phải dừng xe để chờ ba mẹ con nhà trâu qua đường, dẫn tới tắc nghẽn trên đoạn đường dài hơn 6,4 km. Một nhóm cứu hộ được huy động tới hiện trường sau khi nhận tin báo. Họ đã cố gắng lùa ba con trâu vào lề đường cao tốc nhưng bất thành. Sau màn bỏ chạy, con trâu mẹ đã bị thương ở chân và nằm ngay giữa đường, khiến lực lượng chức năng đã đưa một chiếc xe cẩu tới chỗ con trâu mẹ bị thương đang nằm để đưa đi. Chủ nhân của ba con trâu đã tới nhận lại gia súc và nộp phạt vì thả gia súc dẫn tới vi phạm luật giao thông. Đoạn video ghi lại cảnh tuyệt đẹp về cơn lốc tuần lộc ở Arctic Circle, vòng Bắc Cực. Khi thấy dấu hiệu bị đe dọa, những con tuần lộc nối đuôi nhau tạo thành vòng tròn, khiến kẻ săn mồi khó mà tiếp cận được với mục tiêu riêng lẻ. Điều này cũng từng được quan sát thấy ở cá heo, bò rừng và thậm chí cả voi. Với tầm nhìn từ trên không, cùng với tốc độ và kích thước, đàn tuần lộc đã tạo ra một hình ảnh lạ mắt, cuốn hút người xem. Tuy nhiên, trong trường hợp này, đó không phải là một kẻ săn mồi khiến các con vật khiếp sợ, mà là các bác sĩ thú y của khu vực đến để thực hiện việc tiêm phòng. Là phần dự báo thời tiết cho đêm ngày 4 và ngày 5 tháng 4. Ở khu vực miền Bắc thì trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ C, thấp nhất từ 17 đến 20 độ C. Khu vực miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, thấp nhất từ 20 đến 23 độ C.
Còn ở khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C và nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C. Khắc tóc dày, phủ tóc hói. VNPT tiên phong khắc lại tóc thừa. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng, và để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một số lý do nào đó bạn chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Daikyo San, dòng sản phẩm cao cấp.